Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là chủ nhật và mình chuẩn bị phải vào vườn để làm đất trồng cây các bạn ạ. Trước khi vào vườn thì mình cũng có lên chuồng gà cho gà ăn sớm hơn, bởi vì là những ngày bình thường ấy thì mình phải đi làm các bạn ạ, cho nên là thời gian mình cho ăn gà sẽ vào tầm 8-9 giờ tối, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho ăn gà ăn sớm và mình tranh thủ làm hóp thêm 3 bao chấu có lẫn phân gà này các bạn này, chấu ở trong chuồng gà đấy, chấu đựng lóc chuồng gà đó, mình mang vào vườn để cải tạo đất trồng cây các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ làm đất để trồng cây khoai sọ. Đấy, đất nhà mình thì rất là xấu và mình sẽ hót cái chấu này vào để mình cải tạo đất, để là mục đích là làm cho đất tơi xốp và tăng cái độ phì nhiêu cho đất các bạn ạ. Bởi vì trong cái chấu này của nhà mình thì có lẫn rất nhiều phân gà, mình nuôi hơn 30 con gà ở trong cái chuồng này, và để lớp đệm lót thì dày đến 15 phân các bạn ạ, 15-20 phân cơ, cho nên là cái phần chấu này thì là mình sẽ hót đi và mình đổ thêm lợt chấu mới lên nha các bạn. Đấy thì mỗi một tuần là mình sẽ hót vào trong chuồng gà một lần, mình sẽ hót vào chờ mang vào trong vườn một lần để mình cuốc sới lên và cải tạo đất trồng cây đấy các bạn. Thì rất là tốt, mình tiết kiệm được rất là nhiều nguồn phân bón cho cây, bởi vì là nhà mình có cái phần phân gà ủ sẵn như thế này. Đấy, mình cái lớp phân chấu này thì mình sẽ mang vào, mình trộn cùng với đất và ủ ở đó khoảng độ 10 ngày, 7 đến 10 ngày thì sau đó thì mình mới gieo hạt nha các bạn. Thì cây của mình lên rất là xanh tốt, mặc dù chất đất của nhà mình rất là xấu, nhưng mà nhờ cái nguồn chấu và phân gà cho nên là cây của mình lên rất là xanh. Đấy thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn 3 vỏ bao để mình mang 3 bao chấu vào trong chuồng gà các bạn, trong vườn để trồng cây các bạn ạ. Đấy thì trong vườn nhà mình có trồng các loại rau và bầu bí mướp, su su, rồi các loại cây ăn quả như là dưa lê, dưa lưới, dưa leo các bạn ạ. Cho nên là mình sử dụng hoàn toàn bằng nguồn phân bón như thế này để mình cải tạo đất và bón cho cây trồng của mình. Đấy thì đất nhà mình ngày xưa là nguyên bản nó là đất đồi, đất đỏ các bạn ạ, đất đỏ và rất là nhiều sỏi đá, lẫn kết cấu của nó rất là chán, rất là nhiều sỏi đá. Và khi mình cuốc thì mình đã nảy cả cuốc lên các bạn ạ, bởi vì đất rắn như bê tông. Thế tuy nhiên thì mình sử dụng cái cuốc chim đó, mình cuốc lên và mình trộn cùng với lại cái chấu như thế này này, 50% đất và 50% chấu. Đấy thì là đất nhà mình cũng bây giờ hiện tại cũng đã khá là tơi xốp rồi, tuy nhiên phần sỏi đá thì mình chưa có nhặt đi hết được các bạn ạ. Đây thì đây là một nguồn phân bón hữu cơ tuyệt vời mà mình dành cho vườn nhà mình đấy các bạn. Đấy, mình nuôi gà thì không có lãi cái gì, chỉ lãi mỗi phân bón thôi các bạn ạ. Đấy, mình không phải mua phân bón bên ngoài, đã là nguồn tiết kiệm rất là nhiều rồi. Bình thường thì những cái việc như thế này thì mình chỉ có thể làm vào ngày chủ nhật các bạn nha. Thì hôm nay là ngày chủ nhật thôi, còn thứ bảy mình vẫn phải đi làm ở cơ quan. Mình làm cơ quan nhà nước cho nên là thời gian đi làm của mình từ sáng cho đến tối, rồi hôm nào cũng phải 6 giờ tối mình mới về đến nhà. Lúc đó thì mình mới có thời gian để mình cho gà ăn các bạn ạ. Thế hôm nay mình tranh thủ ngày chủ nhật cho mình cho gà ăn sớm hơn. Sau khi cho gà ăn thì mình tranh thủ hót phân để mình trở vào trong khu vườn, trong cách nhà mình 4 km, để mình trồng cây các bạn nha. Đấy, hôm nay mình sẽ làm, mình sẽ cải tạo đất để mình trồng cây khoai sọ và gieo hạt rau cải. Đấy các bạn nhìn đấy, đất nhà chấu đây, nguồn chấu của nhà mình đây, chấu rất là dày, đệm lót dày đến 15-20 phân cơ các bạn ạ. Sau khi mà mình hót cái phần đệm lót này đi ấy, thì mình sẽ cho thêm một lượt chấu mới lên các bạn nha. Đấy, mua chấu ở chỗ nhà mình thì mình có mua ở các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp các bạn ạ, người ta bán rất là nhiều. Tuy nhiên là vì mình sống ở thành phố cho nên là cái nguồn chấu thì nó hơi đắt. Nếu ở nông thôn thì các bạn có thể xin được chấu luôn. Thế nhưng mà ở chỗ mình thì người ta bán một cái bao chấu như thế này là tầm 30.000 đấy các bạn, 30.000 một bao chấu sống các bạn nha. Đấy, một cái chuồng gà này nhà mình thì mỗi một lần đổ là mình phải đổ tầm 12 đến 15 bao thì mới đủ cho nó 10 mét vuông chuồng gà, 12 mét vuông chuồng gà các bạn ạ. Đấy thì mình phải mua tầm 12 đến 15 bao cho một ô chuồng như thế này. Đấy, còn bên kia thì mình còn nuôi thêm ngan mấy vịt và nuôi thêm chim bồ câu nữa. Đấy thì các bạn cứ nhân ra số chấu là mình phải sử dụng rất là nhiều, nhưng mà mình không tiếc tiền cho chấu bởi vì là mình không mất tiền phân, thì coi như cái tiền mua chấu đó thì chính là tiền phân đấy các bạn.
Đấy thì mình không phải mua phân là tốt rồi. Thì mỗi một tháng nhà mình đầu tư không mất khoảng 300-400 nghìn cái tiền mua chấu các bạn ạ. Để mình cải tạo cho vườn. Đấy, khi mà mình mua chấu thì mình mang lên đây mình đổ vào chuồng gà và mình rắc một lớp men Balasa N01 lên để phân hủy cái mùi ô uế của phân gà đó các bạn. Sau đó thì mình cứ để như thế và mình luân phiên mình dọn chuồng, mình luân phiên mình lấy chấu đi. Ví dụ hôm nay mình lấy chấu, tuần này mình lấy chấu ở cái chuồng này rồi thì tuần sau mình sẽ lấy chấu ở chuồng gà khác các bạn nha. Nhà mình có 3 chuồng cơ. Một cái chuồng, mỗi một chuồng đều dài rộng khoảng 12 mét vuông các bạn ạ. Thì mình sẽ sử dụng để mình lấy luân phiên. Đấy, cứ bình quân là một tháng là mình lấy luân phiên 2 lần, 2 đến 3 lần. Mỗi một ngày chủ nhật là mình sẽ vào vườn và mình cải tạo đất. Thì khi đó thì mình chở tùy theo sức của mình thì mình có thể chở được nhiều hoặc ít là do mình thôi. Bởi vì là nhà mình thì chồng mình thì không có nhà cho nên là chỉ có một mình lọ mọ như thế này. Mình có thể chở được bao nhiêu thì mình chở. Đấy, xe nhà mình có một cái ô tô nhưng mà ô tô cốp chỉ có để chở phân thôi các bạn ạ. Chứ mình cũng không có chở cái gì ngoài phân bón cả. Đấy thì cái nguồn phân bón này rất là tốt cho cây trồng của nhà mình các bạn ạ. Mình sẽ cho vào trong và mình cải tạo đất bằng cái nguồn phân gà này. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mình chưa phải sử dụng đến các loại phân khác là tốt lắm rồi nha các bạn. Đấy, mình không phải sử dụng phân hóa học cũng như là hạn chế mua các loại phân ngoài bởi vì rất là tốn kém. Tiền mua phân thì mình đầu tư để dành mua chấu thôi nha các bạn. Đấy thì clip của mình khá là dài rồi và mình đã hốt được 3 bao chấu rồi nha các bạn. Thế các bạn xem clip thì hãy nhớ giúp mình nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để khi mình ra các clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên được xem clip nha. Đây là hình ảnh đàn gà nhà mình, đàn gà đẻ nhà mình đây các bạn. Đàn gà mái đây đang cho trứng của nhà mình nha các bạn. Nhà mình nuôi ở trên sân thượng tầng 4 và đệm lót là chấu và có rắc men khử mùi Balasa N01 nha. Cách làm đệm lót thì có rất nhiều trên các kênh YouTube rồi và mình cũng học theo các cái anh chị chăn nuôi chuyên nghiệp để mình làm và hiệu quả rất là tuyệt vời nha các bạn. Thế còn đây là 3 bao chấu mà mình vừa hót xong đây. Lát nữa mình sẽ buộc lại và mình mang xuống dưới tầng 1 để chở đi chuyển đi nha các bạn. Chuyển đi vào khu vườn để cải tạo đất trồng rau nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem clip của mình nha. Hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn một ngày chủ nhật bình an và hạnh phúc bên gia đình thân yêu nha. Bây giờ mình phải làm vườn đây. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của mình nha.